Tại sao chúng ta phải nói là công phu trong 3 tháng hạ? Bởi vì thời Đức Phật đã dạy chúng ta là tất cả các tăng ni phải nhập hạ trong 3 tháng, kể từ sau ngày Phật đản đến ngày rằm tháng 7 là kết thúc. Thì đối với tăng ni là vậy, nhưng mà đối với cư sĩ Phật tử, chúng ta có được quyền tham dự lễ 3 tháng nhập hạ hay không, hay là chúng ta chỉ tham dự 3 tháng hạ chỉ thôi, có được không? Được chứ, bởi vì trong 3 tháng hạ này là thúc luyện chúng ta siêng năng tu tập trong mọi hình thức. Giống như chúng ta đang đi làm thì buổi sáng chúng ta thức dậy, sau khi vệ sinh xong thì chúng ta vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh ngồi thiền, vẫn kinh hành, và sau đó đến cái giờ chúng ta đi làm, chúng ta vẫn đi làm. Nhưng mà trong lúc lái xe hoặc là trong lúc đi xe buýt, chúng ta vẫn có câu thoại đọc mà chúng ta đã lựa chọn, mà chúng ta đang tham. Và khi mà đến hãng xưởng đó thì chúng ta vào công việc, chúng ta vẫn tiếp tục công phu của mình, miễn sao cái gì cần trao đổi với cấp trên hoặc là với cán bộ của công xưởng thì chúng ta nói, còn cái gì không cần thiết thì chúng ta không cần phải nói, mà chúng ta hạ thủ công phu cho nó nghiêm nếu mà mọi người đều làm được vậy thì cái lượng mà tăng gia sản xuất của chúng ta nó sẽ vượt trội. Trong một cái thời khóa mà cố thiền sư của chúng ta đã thuyết giảng, nói những người mà vô mực mà sau 75 thì chúng ta không có bút viết để ghi để viết thì cần phải vô mực, thì cái người mà là làm cái công việc mà vô mực cho một cái viết cũ đó thì đã đến chùa Từ Ân để nghe pháp, và sau khi hiểu biết được Phật pháp, hiểu biết được cái tu rồi đó, thì cái vị này đã mỗi ngày điều công phu và trong lúc vô mực. Thì ông chủ của người này bảo là mỗi buổi không chỉ vô được ra 1 ngày như vậy là 1.200 cái viết, mà sau hôm nay không có cách nào ông vô tới 1.450 cây, có một buổi vô tới 1.480 cây. Đó, bằng cách nào? Thì tôi thấy ông vẫn làm như bình thường vậy. Ông nói: dạ thưa chủ, tại vì ngày xưa con thì không biết vấn đề công phu tu tập, cho nên con chỉ là chú tâm về vô mực thôi, nhưng mà trong lúc vô mực như vậy đó cũng có suy nghĩ này suy nghĩ khác ha, ở nhiều khi vô mực nó bị vô sai lệch, nó bị hư cái nội, hư của bi, cho nên phải thay ha, phải thay đi. Cái thời gian thay nó cũng mất đi 1-2 phút, mà 1 ngày như vậy con làm hư hơn cả chục cây ha, cái thời gian nó mất đi là 20 phút. Thì thử nghĩ chúng ta vô một cái bút mực là chỉ là có mấy giây thôi mà mất làm đi 2 phút, mất biết bao nhiêu cái bút mực
à vô mở à, vì vậy con bị công việc bị trì trệ đi, mà từ ngày ấy, con bắt đầu biết cái cách tham thấu sự thiền này rồi, con đã chú tâm tham thật là mạnh à, vì vậy và con không có ảnh hưởng vấn đề sai lệch về vấn đề hư cái ngồi hư bút hư mực, chỉ là xây sức cho một ngày chỉ là bị hư 1 đến 2 lần thôi, thậm chí có ngày không có hư cái nào đó. Chính nhờ vậy cái vô mực vô cái bốn thiền bốn mực đó nó tâm gia thì sau 75 thì tất cả đều ăn sản phẩm, tức là ông làm được bao nhiêu cây mật ấy, thì ông sẽ được hưởng bao nhiêu tiền à, thì mỗi ngày ấy, ông chỉ vô được có 1.400 cây 1.500 cây thì lúc đó thì 1.500 đồng à, thì sau 75 vị cũng biết rồi còn xài cái 1 đồng mặt khác nữa nha. Hôm nay bữa nay coi như là đủ mua gạo đủ đi chợ cho về nhà giao cho người mẹ đi chợ, nhưng mà từ ngày ông biết tham thì tăng lên tới 1.800 cây 1.900 cây thì ông dư được 400 à, thì ông bỏ theo. Thì như vậy ấy, 1 tuần lễ làm việc 6 ngày ông tiêu được đi 2.400 đồng sao, còn hơn 1 ngày tiền công nữa, dần 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 cái ông làm được mấy mấy năm cái ông nói xin phép một chủ ông thử ra nghe, ông chủ này thôi cũng đúng sao mình cũng cầu tiến thôi, bây giờ cái số người mà theo học cũng được nhiều rồi, bây giờ những người mà thợ mới cũng có thể làm được, bây giờ em muốn ra để tự làm đó thì chủ sẽ giúp cho em một số vốn liếng để em ra làm. Nói cảm ơn trong mấy lâu nay từ ngày mình biết tham thiền đó, đúng, tăng thêm sản xuất đó, 1 tuần lễ cũng dư được 2.400 đồng, trong mấy năm như vậy cũng dư được khá nhiều tiền, có thể mở một cái thiền mới và dùng mua máy về vô cho nó lẹ, không cần dùng bằng tay, có thể 1 ngày máy nó sẽ vô được 7-8 ngàn cây à, lúc đó là bán đi các tỉnh thành coi như là bố kiều của ông, là bán ngon chạy hơn ngon hơn ông chủ, ông chủ của ông là chỉ biết kiếm tiền xong rồi chiều tối là đi ăn uống một cách thoải mái, nhưng mà em này thì biết để dành tiền, tại vì từ ngày biết tham thiền từ nay tự nhiên là chỉ hạ thủ công phu thôi, không có suy nghĩ cái gì khác hết đó. À, thôi thì mệt mỏi về tắm rửa lại tiếp tục tham à, cho nên càng ngày cái số sản phẩm nó tăng gia càng nhiều và khiến cho em trở thành một ông chủ mở hàng một cái vô bút, sau này nghe nói là có tiếng luôn nha. Đó chính nhờ cái công biết công phu mà đem lại lợi ích cho cái người sản xuất như vậy, như làm công như vậy, trở thành ông chủ mà có dư tiền không cần người ta giúp đỡ nha. Cho nên qua cái công chuyện như thế này chúng ta thử gì, nếu mà mỗi một người đều biết công phu như vậy làm công nhân
đi tăng ca sản xuất các thứ. Chúng ta không có biết niệm, chỉ biết là một câu thôi đó, chứ chỉ nhân tâm mà tham. Thì quý vị nghĩ coi, nó sẽ gặt hái được biết bao nhiêu, nó sẽ dư ra được bao nhiêu thời gian và dư được bao nhiêu tiền để giành được. Tại vì á, tiền mà mình kiếm ra là đương nhiên mình phải xài, mình phải ăn, mình phải uống. Cái chuyện đó đương nhiên rồi. Đối với những người làm ăn cũng vậy. Thì họ cũng có khách hàng riêng của họ. Họ như có những cái ký hợp đồng với các hãng xưởng khác. Thì đương nhiên là ban đêm người nói thôi, bữa nay tôi ký cho một cái hợp đồng, không phải bao tôi ăn cơm chứ. Đương nhiên là dĩ nhiên rồi, thấy không? Thì chính cái đó là tốn kém. Mỗi đêm tốn kém chút, 10 ngày, trăm trăm ngày vậy, tốn kém rất nhiều, thấy không? Còn đằng này ấy, không chỉ là một câu thoại đó, không gì thôi. Người ta tới ký hợp đồng của ông, người ta thấy ông cũng không ít nói, cho nên các khách hàng cũng không biết ông này biết sao đi, thấy ông ít nói quá, nghiêm ngặt quá, mà thấy ông sản phẩm làm ra thì quá tốt đi, cho nên khách hàng cũng không có đòi hỏi gì hết. Đó, chính cái đó là dư được, dư được cái thời gian, khỏi ra ngoài ăn uống, phè phẩm, và giữ được cái tiền bạc, và giữ được cái sức khỏe, khỏi bị nhiều thứ bệnh. Đó. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta cũng là người con Phật, hàng ngày chúng ta cũng phải đi làm, chúng ta cũng công phu, chúng ta cũng đi làm ăn buôn bán, thì chúng ta cũng có quyền lựa chọn trong ba tháng hạ này đối với mình hơi nghiêm ngặt tí xíu, đừng xài phung phí, đừng xài phè phẩm, mà mỗi ngày cứ công phu đi làm về tắm rửa ăn cơm ngủ nghỉ lại công phu lại tiếp, biết biết gì vậy, khi nào nơi nào có thuyết giảng có thuyết pháp thì mình nghe. Khi nào có mở khóa tu thì mình rảnh thì mình đi tham dự, giống như những khóa tu về thứ bảy chủ nhật mình có quyền mình đến tham dự trong 2 ngày, còn ngày thường thứ hai thứ sáu chúng ta không đi làm thì chúng ta cứ đi làm, cứ đi kiếm tiền, đây là trong lúc tuổi già, phòng thân lúc tuổi già chúng ta có tiền mà xài. Còn đối với tăng ni chúng ta thì chúng ta nhớ, chúng ta đã phát nguyện là vì giải thoát sanh tử chúng ta đi xuất gia. Cho nên làm cách nào để giải thoát sanh tử, thì trong 84.000 pháp môn của Đức Phật, pháp môn nào cũng có thể giải thoát, nhưng mà thường thì xưa chúng ta đã giải bảo chúng ta rồi, chỉ có cái pháp môn của sự thiền này là chỉ nhân tâm mà kiên tâm hạnh phúc, cái đó là đẹp nhất, cho nên chúng ta nên chọn con đường này để tu, nên chọn câu thoại đạo để tu tập, cái đó cách đó là cách hay nhất. Còn chúng ta chọn tất cả các pháp môn kia cũng được, nhưng mà quý vị nghĩ thôi, nó đâu phải là liên tục như vậy đó. Thí dụ chúng ta này chọn pháp môn tụng kinh, không lẽ chúng ta tụng sáng ngày đêm thôi sao? Hơi đâu mà tụng, thí dụ chúng ta chọn pháp môn niệm Phật tịnh độ gì đó, thử hỏi mình có hơi không? Cho nên cái pháp môn này là bất lập nhân thời, là thậm chí chúng ta không cần những tiếng nữa, chúng ta chỉ khởi lên cái nghi tâm, có câu thoại là nó là một cái chổi tự động quét,
quét từng hạt, từng giây sắc na, từng phút, từng giây, quét cho thật sạch. Khi mà quét sạch hết rồi á, thì cái tự tâm chúng ta nó sẽ hiện ra. Ha, lúc đó thì chúng ta sẽ biết hết tất cả. Cho nên tất cả các hành giả chúng ta, ha, con đường tu tập, tùy mình chọn, mình muốn chọn con đường gì mình chọn, mình muốn chọn pháp môn nào cũng được, tùy mình. Ha, nhưng mà mình hãy giống như người ta nói, con đường nào cũng tới La Mã. Nhưng mà mình phải chọn con đường nào mà tới lẹ nhất sớm nhất thì chúng ta nên chọn con đường đó. À, chứ bây giờ chúng ta chọn con đường dầm do cái đó, đi tới đi lưu đi hoài, đi hết cả đời người cũng không tới nơi, thì thử hỏi họ không lẽ cứ mãi chờ kiếp sau sao? Không được. À, cái gì mà giải quyết được kiếp này thì là tốt, còn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta chỉ giải quyết để kiếp sau. Nên vì vậy chúng ta nên chọn pháp môn tham khẩu sự thiện mà chúng ta đã nghe pháp, chúng ta đã lựa chọn câu thoại đó thì mình cứ đi. Con đường đó là con đường chính trực, con đường là con đường giải thoát sớm nhất, chính Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng đã lựa chọn. À, thầy mình là đệ tử của Ngài, à, là học của Ngài, mình cứ theo con đường đó mà đi là chắc chắn không có sai. À, nếu mà đã sai biệt rồi thì 2600 mấy năm về trước đã sai. Cho nên Đức Phật đã dẫn trước, đi trước một bước, dẫn con đường cho mình đi thì mình cứ đi. Hòa thượng, cố hòa thượng tông sư chúng ta cũng đã lựa chọn con đường này, đã đi và thiền đăng lục đã ghi nhận 1700 mấy thọ đã đi con đường này, thì tất cả là thì mình cứ theo gót chân của quý ngài mà bước chân an lạc mà cứ đi đó, thì mình sẽ trước sau mình cũng tới đó. Thì quý ngài là người đến trước, mình là người đến sau đó, cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là chúng ta ở kiếp này chúng ta biết tu hay không, quan trọng là cái đó. Còn chúng ta mà cứ tưởng tượng lượn lự suy nghĩ bao nhiêu chục năm, không biết con đường nào mới đúng, không biết pháp môn nào mới đúng, thì thử hỏi giờ nào chúng ta mới nhập môn đây? Thời gian nó không đợi mình, theo tuổi thanh xuân nó tự nó sẽ qua mấy chục năm, rồi đến lúc tuổi già chúng ta mới bây giờ tôi mới quyết định là chọn pháp môn cầu sự thiện. Lúc đó nói tiếng là hơi bị muộn, chứ không dám nói là muộn nha. Tại vì con biết thức tỉnh, con biết lựa chọn, tức là con đường để đi nha. Còn nếu mà hoàn toàn không lựa chọn được cái đó thì nó hơi buồn. Cho nên rất mong tất cả các hành giả chúng ta nên lựa chọn con đường quyết mạch của mình, đó là tổ sự thiện mà chúng ta đi. Đối với tất cả các Phật tử, chúng ta cố gắng làm sao mình đem những cái bài vở này, những cái bài thuyết giảng này, những cái cách tu này của mình để mình truyền lại cho những người bạn đồng nghiệp đồng tu của mình, để mọi người đều biết, để càng ngày càng có nhiều người biết hơn. Bởi vì chúng ta giúp cho một người được giải thoát, nó phước báo vô lượng.
Yeah. Một người mà có thể giải thoát được, nó sẽ đậu cho biết bao nhiêu muôn muôn ngàn ngàn phước. Chúng ta đâu có thể xem thường người này không có căn tu, người nọ không có biết tu, người này người kia chỉ biết làm phước, chỉ biết làm các công việc khác thôi. Khi mà Đức Phật dạy, chỉ cần nghe được một tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì đã gieo được một cái nhân căn lành tốt. À, vì vậy tất cả mọi người đều đã từng nghe. À, đến nhiều khi những người đến sinh ăn, đến trước mặt mình cầm tấm vé số, cầm cái lon, cầm cái tô chén để xin tiền xin ăn, nó được rồi, ông nghe theo, đọc theo tôi nghe, đọc theo thầy, tôi đọc ba câu, ông đọc ba câu, đọc xong rồi lát cho tiền ông cho gạo. Đó là câu gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà mình đọc thật là chậm. Nhưng mà khi mà mình nghe họ đọc mình thiệt là mình buồn. Tại sao? Tại vì chỉ có mấy chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chính chữ mà họ đọc tới đọc lui đọc không được, đọc không xong. Dạy hai chữ đọc, đọc xong rồi lắp chữ còn ghép lại thành một câu đi, họ lại ghép không được. Đó, thì đọc nhiều lần lắm họ mới đọc được, là cũng hơi bị xa. Thôi thì mình cũng nên thôi được rồi, chữ phần tiền này là cho ông, cái gạo này cho ông, cho ông hai gói mì, không gì ông ăn. Thì quý vị nghĩ coi, một tuần lễ sau mình lại gặp ông, kỳ này gặp ông là khác, không một hơi điểm, một chùa câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thật là không, không có chắc rỡ gì hết, không có bị sai lệch gì hết. Sao một tuần trước mình dạy mà họ sai lên sai xuống, một tuần sau họ đến kiếm mình tìm mình, họ đọc một cách suôn sẻo 10 lần luôn. Sao thì mình vẫn thưởng cho, vẫn cho, là hy vọng không đọc cho thiệt là nhiều đi. Sao bây giờ tôi hỏi ông, sao ai đang niệm bổn sư, ông tìm cho tôi biết coi cái người nào đang niệm bổn sư. Thế này thì tôi thì con này vậy ban đêm ông niệm không, ban đêm cũng muốn niệm nhé, vậy lúc ông ngủ gái niệm cho ông gãy đầu hoài ha. Bây giờ ông tìm cho tôi biết cái người nào mà trong mộng ấy, trong chim bao ấy, ai niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ông tìm cho cái người đó cho tôi biết nè. Ông cứ hỏi đi, hỏi về bằng được cái người đó là ai, trong lúc mà ông ngủ á, ông niệm được á, người nào niệm, ông tìm cho người bằng được cái người đó. Sao thì sau 3 tháng này, có một tình cờ kinh là một chỗ khác gặp được cái ông này. Trời ơi, quý vị nghĩ rồi, cái mặt mũi của ông hoặc còn khác hết trơn, không ngày xưa lem lũ đen thui lui, không bây giờ dòm lên thấy ảnh bao trắng trẻo ngon lành. Bây giờ người ta nói gì ha, tâm từ tướng sanh, cái hiện ra trước mặt đó là một người là thuần tí, là giống như là người Phật tử gì đó. Chúng ta không biết cuộc sống của ông thế nào,
mà không dám hỏi hỏi gì, không dám tìm hiểu gì, chỉ biết là không có cố gắng nha, tìm cho bằng được nha, tìm cho người thì muốn sư là ai nha, chỉ là hơi chút không gì đó để ông cố gắng lên gì đó, chứ không dám nói gì. Biết đâu ông là người như thế nào mình đâu dám quyết định đó. Cho nên chúng ta nhớ Đức Phật đã dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, cái đó là hoàn toàn đúng, sự thật 100%, không có sai đó. Bây giờ chúng ta dùng cái phương cách là gieo một cái duyên lành cho một con người nào đó, là giống như là thấp nhất trong xã hội sao sinh ra ăn mày đi thì bằng vé số ha, để sống qua ngày. Vé số này bữa nay 100 tờ không bán hết thì không có cơm ăn, khổ gì đó. 100 tờ giấy số họ nói kiếm được ít tiền lắm nhưng mà cũng phải gán bán cho bằng được ha, để có số tiền về ăn bữa cơm đảm bảo. Thì chúng ta nghĩ những hạng người thấp trong xã hội mà khi mà được gieo duyên với chánh Phật thì họ vẫn nhận thức được, họ vẫn biết được, họ vẫn biết cách để tu, huống hồ là những người trí thức, những người đã từng đến chùa, những người đã từng nghe pháp. Cho nên tất cả các vị Phật tử xa gần, chúng ta hãy cố gắng gieo được một cái duyên là đến với những người bạn đồng nghiệp của mình và đến với những người đồng tu của để họ dần dần họ biết được pháp môn này rồi vậy. Lúc đó thì chúng ta từ từ chúng ta dạy thêm nha, để họ tham nhập. Chứ bây giờ mới bắt đầu mình gặp nhau vậy, mình đưa một lô cho thì thế nào họ cũng phản phản bác liền, chắc chắn luôn. Khi mà họ phản bác rồi đó thì lúc đó mình đừng có mong gặp họ nữa. Sao? Giống như ban nãy nói, chỉ là niệm một câu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, ông niệm cho tôi 3 câu luôn mà cứ cho tiền không, cho gạo không, cho mì không, sao đó thì mấy ngày sau ông đến ông tìm mình, hôm nay ông biết niệm rồi, ông niệm là mạnh dạn một liền 10 câu luôn, thì cái đó đáng thưởng rồi phải không? Đương nhiên mà phải thưởng ra đó, và sẵn đó mình nhập đề được ha, mình nhập đề được. Nó bây giờ không tìm về tôi cái người mà ban đêm niệm bổn sư của ông là ai, không tìm rồi biết đi, không tìm đi ha, thì coi như là ông kỳ này tôi niệm có 10 câu bổn sư, không cho tiền không cho mì đâu, kỳ sau mà tôi tìm được này là chắc ông cho còn nhiều nữa đó. Thì chắc chắn ông sẽ suy nghĩ vậy. Nên chính cái đó là cái mà dẫn người ta nhập không phụ nhá, không có ai mà cao siêu mà độ được ai được, độ người dùng những phương cách bình thường hóa đơn giản được mà chúng ta độ được người, cái đó mới là ưu ý không. Còn mà chúng ta dùng nhồi nhét nhét nhồi bao nhiêu cuối cùng nó phản bác cái là thất bại, thấy không? Đó là những cái gì mà
chúng tôi đã gặp, chúng tôi đã thấy được. Hôm nay kể lại cho hành giả chúng ta nghe. Thì mong rằng quý vị cũng áp dụng công phu trong ba tháng hạ như tất cả các vị tâm đi như nhau. Tại vì Phật tánh như nhau mà, đâu ai khác biệt ai đó. Chẳng qua là chúng ta là người đã xuất gia, họ là người còn tại gia, nhưng mà họ đã biết cách làm thử sự gì. Thì họ cứ thế mà làm, đi làm, cứ làm. Công phu vẫn còn. Thì trong lúc lái xe, mình vẫn yên ổn, không có xảy ra tai nạn. Sản xuất vẫn nhiều hơn, bởi vì mình không có làm cả ta. Mình không có nói nhiều, mình không có suy nghĩ nhiều, mình chỉ là nhất quyết là công phu. Cho nên mình đã có công phu, đã làm việc thì cái sản xuất nó tăng lên rất nhiều. Thì bây giờ quý vị cũng biết đa phần là sản phẩm không làm ấy, cái sản phẩm 1-2 ngàn cái áo là bao nhiêu tiền, 20 ngàn áo là bao nhiêu tiền. Chứ kiểu mà làm công nhật công tháng gì ít ai làm, không ai chịu làm. Bởi vì người ta làm 1 ngày làm 2 ngàn, bán được 2 ngàn cái áo, 1 tháng vẫn 10 triệu. Thì cái người kia 1 ngày may có 500 cái áo, 1 tháng vẫn 10 triệu. Đương nhiên đó không bằng lòng. Cho nên tất cả cái hãng xưởng bây giờ đã đổi hướng rồi. Giờ cứ ăn sản phẩm. Bây giờ ông may, 1 ngày ông may ra 1.200 cái áo, thì ông sẽ được bao nhiêu tiền? 1 tháng ông may được 35.000, 30, 38.000 cái áo là được bao nhiêu tiền? Đó thì đã tính sản phẩm. Thì lúc đó quý vị nghĩ chúng ta là người biết công phu thu thập mà biết cách để tu trong lúc chúng ta đang làm việc, thì đương nhiên cái sản phẩm nó sẽ nhiều hơn. Đó là cái phương cách mà đem lại cho chúng ta cuộc sống an lành, cuộc sống tốt đẹp, kiếm tiền càng ngày càng nhiều để chi tiêu trong gia đình. Thì con em của cũng có gì cũng có tiền ăn bánh chay. Đó là những cái cách mà hay nhất. Rất mong trong ba tháng hạ này quý sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cái sự đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người. Ngày mai thì đúng 1 tháng đi vô quá chắc lần cuối là ngày 14 tháng 5 năm 2024. Ngày mai là ngày 14 tháng 6 năm 2024 là phải đi tái khám xem coi cái cuộc họng nó có gì không. Nếu mà không có gì thì bác sĩ là viết tờ giấy cho mình là tốt đẹp. Nếu mà có gì đó thì lại phải uống thuốc nữa. Cho nên hôm qua nhận được cái lịch nói là thứ năm, tối thứ năm này thuyết giảng. Bây giờ xem lịch lịch ngay cái ngày 13 thay, ngày mai là ngày 14, đến cái ngày mình đi tái khám rồi thì chắc là đẹp lẽ là tối nay không nói được nhiều lắm. Rất mong quý vị cũng vui vẻ nhận cái trợ cách để pháp môn này để thu thập cho đến nơi đến chốn. Chúc quý vị thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.